Chiều ngày 24 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt nam tài xế điều khiển ô tô bán tải có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên. Trước đó, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 21 tháng 4, đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ đã phát tín hiệu và yêu cầu tài xế đang lưu thông trên đường Thanh Niên, hướng Yên Phụ, Thụy Khuê, nhường đường. Tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành trên một đoạn đường dài. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Theo Điều 22 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, đoàn xe tang. Ngày 24 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ đã có thông tin báo chí liên quan vụ bản quảng cáo cá độ bóng đá tại nút giao thông. Trước đó, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ đã tiến hành lập biên bản đối với công ty Hải Vân về việc thực hiện trụ bản quảng cáo tại địa chỉ gần nút giao thông IC3 thuộc đường Võ Nguyên Giáp, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Theo tường trình của công ty Hải Vân, thì đơn vị đã thỏa thuận với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và dịch vụ Win để lắp đặt market quảng cáo vào ngày 18 tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, do khách hàng chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến sản phẩm quảng cáo, nên chưa thông báo đến Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ. Qua thẩm định của các cơ quan đơn vị chức năng xác định, công ty Hải Vân thực hiện quảng cáo có nội dung liên quan đến cá cược. Sau đó, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Hải Vân là 25 triệu đồng và buộc tháo dỡ quảng cáo để khắc phục hậu quả. Ngày 24 tháng 4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Long An tiếp tục mở rộng điều tra vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng rất lớn qua địa bàn. Cụ thể, lúc 2 giờ cùng ngày, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức mật phục trên địa bàn xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, phát hiện xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Vàng, 31 tuổi, chỗ ở hiện nay ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, điều khiển ô tô tải chở 115 thùng, trong đó có 57.100 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Đối tượng Vàng khai nhận ngày 23 tháng 4, được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê đến địa bàn huyện Tân Hưng gặp một người tên Tâm để nhận và chở thuốc lá từ huyện Tân Hưng về huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với giá 5 triệu đồng. Chiều ngày 24 tháng 4, Bộ Công an phát đi cảnh báo tội phạm lừa đảo qua hoạt động du lịch. Một số phương thức lừa đảo phổ biến mà các đối tượng thường xuyên sử dụng như đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ trên mạng và mạng xã hội với nhiều tiện ích kèm theo, đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc từ 30 đến 50% giá trị để đặt cọc tour du lịch, phòng khách sạn, từ đó chiếm đoạt số tiền đặt cọc, đăng bài viết quảng cáo dịch vụ làm visa, thị thực du lịch nước ngoài, cam kết tỷ lệ thành công cao, hoàn trả 100% số tiền nếu không xin được visa. Khi nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí hoặc một phần chi phí, các đối tượng sẽ để nạn nhân tự khai thông tin tờ khai, hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, lấy lý do nạn nhân khai thông tin bị thiếu, các đối tượng không trả lại tiền. Một hình thức lừa đảo nữa là làm giả website, fanpage của công ty du lịch uy tín, làm giả ảnh chụp biên lai hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí tour du lịch. Sau khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán dịch vụ du lịch, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết. Đối tượng có thể sử dụng công nghệ deepfake, công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các đoạn video với hình ảnh, khuôn mặt nhân vật giống hệt như hình ảnh của người mà các đối tượng muốn giả mạo, và thực hiện cuộc gọi video, hình ảnh để nạn nhân tưởng rằng đang nói chuyện với người thân của mình và nhu cầu vay tiền là có thật, từ đó chuyển tiền cho các đối tượng. Để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch, nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay của những công ty uy tín hoặc qua các ứng dụng du lịch.
Ngày 24 tháng 4, Đồn Biên phòng A Pao, Biên phòng Quảng Trị cho biết trạm quân dân y kết hợp của đơn vị vừa cấp cứu kịp thời cho hai em nhỏ bị ngộ độc sau khi ăn nấm. Trước đó, tối ngày 23 tháng 4, trạm quân dân y kết hợp A Pao, xã A Pao, huyện Đắk Rông tiếp nhận hai trường hợp là cháu Hồ Thị Soan, 9 tuổi và Hồ Thị Sen, 6 tuổi, cùng trú tại bản Ba Lin, xã A Pao, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, đều chung tình trạng bị nôn, đau bụng dữ dội. Riêng Hồ Thị Sen có dấu hiệu lơ mơ, mệt lả. Theo người thân của hai cháu nhỏ cho biết, trước khi xuất hiện tình trạng trên, Soan và Sen có ăn loại nấm lạ có màu trắng vàng, cao khoảng 5cm. Nấm này do một người chú đi soi ếch hái đem về cho. Tiếp nhận, quân y đồn biên phòng A Pao đã gây nôn, tiêm trợ tim và truyền dịch cho hai trẻ. Đến sáng ngày 24 tháng 4, sức khỏe của Soan và Sen ổn định nên đã được gia đình đón về nhà. Ngày 24 tháng 4, đại diện Phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội xác nhận rùa hoàng kiếm ở hồ Đồng Mô đã chết. Trước đó vào sáng ngày 23 tháng 4, xác rùa mai mềm lớn tại hồ Đồng Mô nổi trên mặt nước. Các đơn vị chức năng phải giải phẫu để xác định thời gian rùa hoàng kiếm chết. Năm 2020, cơ quan chức năng phối hợp với các chuyên gia bảo tồn đã bắt được một con rùa mai mềm ở hồ Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Kết quả xác định ban đầu cho thấy ở thời điểm đó rùa nặng 86kg, chiều dài mai 99,5cm, rộng mai 75,5cm. Trước đó, theo kế hoạch bảo tồn rùa hoàng kiếm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ nghiên cứu đặc điểm sinh học, điều kiện tự nhiên, môi trường phù hợp làm căn cứ đề xuất ghép đôi sinh sản. Sau đó sẽ thực hiện các dự án bảo tồn, ghép đôi sinh sản loài rùa hoàng kiếm. Nguyên nhân rùa chết hiện chưa xác định, cơ quan chức năng đang làm rõ. Liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ngày 24 tháng 4, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh, đã có đơn rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận án tử hình trước phiên xử phúc thẩm vào ngày 28 tháng 4. Đồng thời, đơn của bị cáo Trang được chuyển từ trại giam T30 Chí Hòa, chuyển tới Tòa án Nhân dân cấp cao và các cơ quan chức năng. Chiều cùng ngày, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được đơn rút kháng cáo của bị cáo Trang mà chỉ được trại giam thông báo. Trước đó, ngày 25 tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với bị cáo Trang mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, ngụ quận 1, là cha ruột bé gái bị bạo hành tử vong, 3 năm tù về tội hành hạ người khác và 5 năm tù về tội che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.